Vâng, mình xin chào tất cả các anh em. Thời gian vừa qua thì có rất nhiều anh em có gọi điện thoại về cho mình và hỏi mình là trong một bộ máy chẩn đoán lỗi Moto CTAP phiên bản VA.7 có những thứ gì. Thì trước thì tôi cũng đã làm nhiều cái video ở những cái phiên bản thấp hơn như VA.6, VA.5, VA.4, thấp hơn nữa. Thì mình cũng đã làm cái video rồi. Và ở cái video VA.7 này thì mình chưa có làm cái video clip là bên trong một bộ máy chẩn đoán lỗi Moto Scan Tab VA.7 có những gì. Thì ngày hôm nay thì sẵn tôi đang lấy một bộ máy ở đây và tôi chuẩn bị gửi đi cho một anh khách hàng ở Lào Cai. Thì bây giờ tôi sẽ khui cái hộp bộ máy chẩn đoán lỗi Moto Scan Tab phiên bản VA.7 ra để anh em tham khảo xem là bên trong nó còn gồm có những thứ gì anh em nhá. Vâng, trước khi mà khôi hộp để xem bên trong nó có những gì thì mình sẽ đọc cái địa chỉ của anh khách hàng vừa đặt máy mình xong. Và bây giờ sau khi mình kết thúc cái video clip này thì mình sẽ kiểm tra máy và chuẩn bị đóng hàng và đóng ma bọc bao bọc lại máy chẩn đoán lỗi Moto Scan Tab để chuẩn bị gửi đi cho anh khách hàng ở Lào Cai anh em nhé. Anh khách hàng tên là Bùi Duy Phương, anh ở đội 10, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai anh em nhé. Vâng, anh Bùi Duy Phương, anh lấy một bộ Moto Scan Tab và anh không lấy máy tính bảng và anh sử dụng trên điện thoại trước, và anh có nói mình sử dụng một trên điện thoại một thời gian, sau này mua được máy tính bảng rồi thì sẽ nhờ mình chuyển sang máy tính bảng sau cho anh em. Và mình cũng thông báo là anh em xài trên điện thoại hoặc là xài trên máy tính bảng thì nó chỉ khác nhau là màn hình lớn, màn hình bé thôi, còn đâu tất cả cái chức năng là như nhau anh em nhá. Vâng, đầu tiên thì tôi sẽ khui một bộ máy chuẩn đoán lỗi Moto Scan Tab phiên bản VA.7 ra, sẽ bên trong nó có những thứ gì anh em nhá. Vâng, anh em thấy là bên ngoài thì bọc một hộp giấy, anh em cũng thấy là hộp giấy ạ. Và lấy trong hộp giấy ra, lấy ở hộp giấy ra thì anh em thấy là có một cái cặp vải màu đen ạ, có cặp vải màu đen và rất là đẹp và mang thương hiệu là DTD Auto Motoscan anh em nhá. Và đây là DTDauto.com anh em nhé. Đây là cái thương hiệu của ở cái túi cặp vải màu đen rất là đẹp, xinh xắn ạ. Vâng, và bây giờ sẽ tiến hành kéo khóa anh em nhé. Vâng, sau khi mở khóa ra thì tôi thấy rất nhiều cáp có ở trong bộ máy chẩn đoán lỗi Moto Scan Tab anh nhá. Và ở chỗ cái nắp đây có một cái khóa kéo ra. Vâng, và trong này thì anh em thấy là có hướng dẫn sử dụng Moto Scan Tab anh em nhé, hướng dẫn cái một tài liệu hướng dẫn sử dụng Moto Scan Tab ạ, và có thư cảm ơn của công ty DTD Auto Việt Nam anh em nhé. Vâng ạ, và mình cũng đọc luôn cái nội dung trong cái bức thư này để cho anh em nghe luôn ạ. DTD Auto Việt Nam trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm, đã lựa chọn sử dụng sản phẩm và dịch vụ chương trình đào tạo của DTD Auto Việt Nam trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý khách thành công trong công việc và sự nghiệp. Trân trọng cảm ơn. Đây là cái thư thư anh em nhé. Vâng. Và phía sau đây thì anh em thấy là có tiếp tục là cái hướng dẫn kích hoạt nhanh bản quyền Moto Scan Tab anh em nhé. Vâng ạ, và đây là cái hướng dẫn kích hoạt, thì cái này thì anh em đọc cũng được, không đọc thì lúc anh em nhận máy rồi thì mình sẽ hướng dẫn anh em kích hoạt qua Zalo, mình sẽ gọi trực tiếp để kích hoạt cho anh em nhé. Vâng, có một cuốn tài liệu ạ. Rồi, vâng ạ, và bây giờ anh em nhìn thấy ở trong cặp thì có rất nhiều cáp, và bây giờ tôi sẽ đếm xem là bên trong một bộ máy chẩn đoán lỗi Moto Scan Tab có bao nhiêu túi cáp anh em nhé. Vâng ạ, tôi bắt đầu đếm anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Như vậy là sẽ có 15 túi cáp anh em ạ. 15 túi cáp và một cục nguồn anh em nhá, cục nguồn là 16 túi ạ. Cáp thì là 15 ta cáp và một cái cục nguồn này nữa thì được gọi là 16, là cả cục nguồn là 16 túi. 16 túi anh em nhá. Đấy là rồi, ok. Và bây giờ sẽ đến nhân vật chính ạ. Vâng, đây chính là nhân vật chính. Thì nhân vật chính đang được bọc trong một túi bóng xốp.
túi bóng nổ, và cái túi bóng này thì chống va đập anh em nhá. Có nghĩa là đây là một cái túi bóng xốp anh em ạ. Vâng, bây giờ thì mình sẽ tiến hành khui ạ. Vâng, đây chính là thân máy chuẩn đoán lỗi Moto Sientap anh em nhá. Vâng, phía sau, phía trước máy chuẩn đoán lỗi Moto Sientap thì anh em thấy là có thương hiệu dòng chữ là Moto Sientap anh em ạ. Vâng, và các cái ký hiệu kèm theo anh em nhá. Ở hai đầu máy thì sẽ có hai cái chỗ cắm cáp, thì phụ thuộc vào cái công việc của anh em, như là cái ví dụ như là anh em tua hiệu chỉnh audio, hoặc là anh em nạp phần mềm mở tua, hoặc là anh em có thể là kiểm tra ECU, rất nhiều cái chức năng khóa thông minh Smart Key, ABS, engine động cơ anh em nhá. Rất rất nhiều các ký hiệu ở trên này ạ. Vâng. Phía sau máy chuẩn đoán lỗi Moto Sientap thì sẽ có là các cái mã số của máy anh em nhé, Made in Việt Nam, và có các cái số seri, rồi là các cái thông tin của máy, rồi đây ạ, ok anh em, đây chính là Moto Sientap phiên bản VA.7. Như vậy là khi mà anh em nhận được hàng, nhận được máy, thì anh em sẽ trong một bộ máy chuẩn đoán lỗi Moto Sientap thì anh em sẽ đếm được cho tôi là 16 túi anh em nhé, 16 túi. Một thân máy chuẩn đoán lỗi Moto Sientap và tài liệu hướng dẫn kèm theo anh em nhá. Vâng, đấy là trong một bộ là nó như vậy. Được rồi, ok, bây giờ tôi sẽ xếp quay lại ạ, xếp quay lại và tôi sẽ tư vấn cho anh em tiếp về cái chương trình và cái cách lựa chọn để mua máy, thì tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em luôn anh em nhá. Rồi, ok, tôi tạm khéo khóa lại để cho nó gọn gàng rồi tôi tiếp tục chia sẻ đến cho anh em nhá. Vâng. Có rất nhiều các hình thức lựa chọn mua hàng anh em nhá, có nhiều rất nhiều hình thức lựa chọn mua hàng. Ví dụ như những anh em nào mua máy chuẩn đoán lỗi Moto Sientap và anh em lựa chọn luôn mua luôn máy tính bảng ạ. Vâng, anh em lựa chọn luôn màn hình. Nhà mình sẽ cung cấp cho anh em máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A9 cộng và màn hình của nó là tới 11 inch anh em nhá. Vâng ạ, và bảo loại đắt nhất ạ. Anh em chú ý này, Tab A9 nó có hai loại đấy. Có một loại màn hình có 8,7 inch thôi thì cái màn hình nó bé lắm. Mà cái loại Tab A9 của mình là cái màn hình tới 11 inch. Anh em cần phải chú ý nhá. Ok các bạn nữa. Đấy, thì mình nhắc lại. Một số anh em khi lựa chọn mua máy thì anh em sẽ mua một bộ như thế này anh em nhá. Là cả máy tính bảng luôn ạ. Và lên tới giá thành lên tới 25 triệu 400 nghìn đồng anh em nhá. 25 triệu 400 nghìn đồng cả máy tính bảng. Rồi, một số anh em thì lại chưa có cái điều kiện để mua máy tính bảng, giống như anh gì đây, mình đọc tên mà mình vừa quên ạ, giống như anh Bùi Duy Phương đây, thì anh sẽ không mua máy tính bảng mà anh chỉ lấy mình máy chuẩn đoán lỗi Moto Sientap và anh có thể là về nhà sử dụng trên điện thoại trước, và sử dụng được một thời gian thì anh sẽ bảo mình là mua được máy tính bảng rồi thì sẽ chuyển sang máy tính bảng sau. Đấy, thì là một bộ máy không bao gồm máy tính bảng như thế này thì là 18 triệu 900 anh em nhá. Vâng, 18 triệu 900 ạ. Vâng, và khi các anh em mua máy ở bên mình thì anh em sẽ được khuyến mại 8 bộ tài liệu sơ đồ mạch điện in màu ạ. 8 bộ tài liệu sơ đồ mạch điện in màu ạ. Một bộ đồng hồ vạn năng UT33D+ anh em nhá. Và sẽ khuyến mại thêm cho anh em một bộ Renew ECMID. Bộ Renew hôm nay thì tôi đang hết hàng, tôi không đem ra đây được anh em nhá. Đấy, khi anh em mua hàng thì anh em sẽ được khuyến mại như vậy. Và đang còn rất nhiều cái chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa thì anh em có thể là gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp cho anh em nhá. Vâng ạ, mình xin nhắc lại một lần nữa, anh em có thể là hai hình thức lựa chọn. Một, mua mình máy chuẩn đoán lỗi Moto Sientap và sử dụng trên điện thoại trước ạ. Sau này có điều kiện mua máy tính bảng tôi sẽ chuyển sang máy tính bảng sau cho anh em. Hoặc là anh em tự mua máy tính bảng, hoặc là anh em có máy tính bảng ở nhà rồi, cũ ở nhà rồi, hoặc anh em sử dụng trên điện thoại mua mình chuẩn Moto Sientap. Lựa chọn thứ hai là anh em sẽ mua luôn cả máy tính bảng Samsung Tab A9 cộng cả màn hình luôn anh em nhá. Và sau khi mua thì anh em sẽ được chương trình khuyến mại như tôi vừa nêu điều trên ạ. Vâng. Và đây thì tôi cũng có một chút cái tôi muốn chia sẻ đến cho anh em. Cái thành công của tôi năm 2023 là nhà phân phối xuất sắc năm 2023 và được thầy Dương Tuấn Dũng, tác giả phát minh nhà máy chuẩn đoán lỗi Moto Sientap, trao tặng kỷ niệm chương tại thủ đô Bangkok của Thái Lan
năm 2023 anh em nhá. Đấy là một cái thành tích rất chi là tuyệt vời ạ. Tiếp theo đến năm 2024 thì mình tiếp tục được thầy Dương Tuấn Dũng là tác giả, là người phát minh máy chẩn đoán lỗi mô tô chiến táp, tiếp tục trao kỷ niệm chương là nhà phân phối xuất sắc năm 2024 và được trao tại thủ đô của Campuchia anh em nhá. Vâng, như vậy là 2 năm liền mình được thành tích là nhà phân phối xuất sắc năm 2023 và năm 2024, 2 năm liên tiếp anh em nhá. Vâng. Tiếp theo thì đây là một cái chứng nhận rất chi là quan trọng anh em nhá. Đây là một cái chứng nhận mà rất chi là quan trọng. Khi anh em mua máy chẩn đoán lỗi thì sẽ mua những cái nơi anh em thấy bên nào uy tín thì anh em mua. Nhưng mà bên mình thì sẽ có cái giấy chứng nhận là nhà phân phối mô tô chiến táp của công ty DTD Auto Việt Nam. Vâng, tôi có thể là di chuyển cái chứng nhận này sát về màn hình để anh em biết được đây tôi là nhà phân phối, và anh em có thể là tự tin yên tâm để anh em đặt hàng. Vì cái số lượng cái giá thành máy nó cao nên anh em rất sợ mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, phải nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. Thì đây anh em thấy đấy ạ, là dtdauto.com anh em nhá, công ty DTD Auto Việt Nam chứng nhận ạ. Cửa hàng tay ga Xuân Yên, địa chỉ thôn 8, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Đại diện ông Hoàng Ngọc Xuân, có nghĩa là tôi anh em nhá, là nhà phân phối cấp 1 các sản phẩm DTD Auto Việt Nam, Motoscan, Isiki, Motodata, AFO3 và AFO4. Vâng ạ, và là Hà Nội ngày 20 tháng 6 năm 2024. Giám đốc ạ, giám đốc, phó giám đốc đã ký là Trần Văn Nhân anh em nhá. Và chứng nhận có giá trị đến ngày 20 tháng 6 năm 2025. Và đây cái số anh em nhá. Vâng, như vậy là cái chứng nhận của tôi sẽ có hiệu nghiệm trong vòng một năm ạ. Và sang năm 2025 khi mà giấy chứng nhận này hết giá trị rồi thì tiếp tục công ty DTD Auto Việt Nam tiếp tục cấp lại cho tôi cái giấy chứng nhận nhận khác anh em nhá. Vâng, đấy anh em thấy chưa ạ? Như vậy là mình không phải đưa cái này lên để cho anh em thấy được là mình là nhà phân phối cấp 1 anh em nhá. Để anh em yên tâm, đây là một cái chứng nhận, đây là một cái bằng chứng để anh em mua máy bên mình, anh em không phải lo là nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhái anh em nhá. Đây ạ, đây là một cái bằng chứng sống để anh em có thể là yên tâm để anh em đặt máy bên mình anh em nhá. Vâng. Để có được cái giấy chứng nhận này và có được cái kỷ niệm chương là 2 năm là nhà phân phối xuất sắc năm 2023, năm 2024 thì mình sẽ phải có rất nhiều cái tiêu chí mà mình cần phải đạt được anh em nhá. Cái đầu tiên là mình phải có kiến thức về xe máy thế hệ mới. Mình được công ty DTD Auto Việt Nam đào tạo qua rất nhiều cái khóa học chuyên sâu, khóa học nâng cao xe máy thế hệ mới, và mình sẽ tiếp thu được kiến thức. Khi mà mình cung cấp máy cho anh em thì mình sẽ có kiến thức để mình hỗ trợ kỹ thuật cho anh em. Đó là một cái không thể nào mà không có được. Đấy là một cái chỉ tiêu thứ nhất. Chỉ tiêu thứ hai là cái số lượng đặt hàng mình nhập hàng ở bên công ty về rất chỉ là nhiều, số lượng sản lượng lớn anh em nhá. Mỗi lần mình đặt thì tới 50 máy hoặc là 100 bộ một lúc anh em nhá. Đó là cái sản lượng kinh khủng anh em ạ. Vâng. Cái thứ ba nữa là mình cái sự phản hồi của những anh em đóng mua máy bên mình. Đấy, khi mà mua máy anh em bên mình thì anh em luôn đánh giá, có những công ty có hỏi hoặc điều tra. Đấy thì anh em có luôn luôn là đánh giá mình là 5 sao và có nói là đại nhà phân phối ông Hoàng Ngọc Xuân cung cấp máy uy tín, chất lượng, rồi là nhiệt tình, hỗ trợ kỹ thuật tốt, vui vẻ, hòa đồng. Đấy, rất nhiều cái điểm như vậy và đánh giá 5 sao. Đó là cái rất quan trọng để đạt được cái thành tích này anh em nhá. Cái tiếp theo là khi mà mình bán hàng cho anh em thì có trách nhiệm liên quan đến chính sách bảo hành rất là chu đáo anh em nhá. Đấy thì được rất nhiều cái thành tích như vậy thì mình mới đạt được cái hai kỷ niệm chương là nhà phân phối xuất sắc nhất, nhà phân phối xuất sắc năm 2023 và 2024, và giấy chứng nhận
là nhà phân phối cấp 1 anh em nhá. Và để đạt được cái thành tích này thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em. Không có các anh em ủng hộ những bộ máy chuẩn đoán lỗi mô tô chiến táp bên mình thì mình sẽ không có đạt được cái thành tích như ngày hôm nay. Mình xin cúi đầu và cảm ơn tất cả các anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ mình những bộ máy chẩn đoán lỗi mô tô chiến táp anh em nhé. Mình xin cúi đầu xin cảm ơn ạ. Vâng, và cái video ngày hôm nay thì mình cũng đã làm một clip đã để khui một bộ máy chẩn đoán lỗi mô tô chiến táp phiên bản VR.7 có những thứ gì ở trong này để cho anh em biết được, để anh em lựa chọn cái hình thức mua hàng. Thì mình đã xong nhiệm vụ anh em nhá. Và bây giờ thì mình xin kết thúc cái video để mình đóng máy để chuẩn bị gửi đi cho anh khách hàng. Đây mình sẽ đọc lại địa chỉ một lần nữa để anh em nào có gần cái địa chỉ của nhà anh này thì có thể là tới để trải nghiệm máy miễn phí anh em nhá. Hoặc anh em có thể là cần số điện thoại thì mình có thể cho anh em số điện thoại được anh em nhá. Vâng ạ, anh Bùi Duy Phương, anh ở đội 10, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai anh em nhá. Vâng, đấy, như vậy là anh em có thể là tới tại nhà để tham khảo, để mình có thể cho anh em số điện thoại để đến tại nhà anh này luôn ở tỉnh Lào Cai, hoặc anh em muốn muốn đến để trải nghiệm anh em nhá. Cái hình thức mua hàng bên mình, một là mình ship hàng về đến tận nhà anh em kiểm tra hàng với thanh toán tiền giống anh Bùi Duy Phương đây, hoặc là anh em có thể là tới tại nhà mình để lại thực hành và lấy máy anh em nhá. Nhà mình thì có đầy đủ các cái dòng xe đời cũ đời mới để anh em thực hành để lấy máy. Môi trường làm việc yên tĩnh, không có tiếng còi xe. Nhà mình có phòng cách âm, có điều hòa mát, có phòng nghỉ để anh em nghỉ ngơi anh em nhá. Khi mà anh em đến tại nhà mình lấy máy thì anh em có thể là tùy anh em có thể lựa chọn cái nhu cầu chọn máy của mình anh em nhá. Vâng, và video ngày hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này đây. Xin chào và hẹn gặp lại.